Chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1. Ngày hôm nay thì cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài tiếp theo của chúng ta, đó là bài số 8, Unit 8. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học với lại Lesson 1. Và Lesson 1 nó sẽ nằm ở trang sách số 34 và trang sách số 35 của các con. Nên là các con hãy lật sang trang 34 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, listen, point and repeat, color. This is the letter H. The letter H makes the H sound. Đây là chữ cái H và chữ cái H có âm là H. Hat. Hen. Hippo. Bây giờ chúng ta xem thử là ba từ mới mà chúng ta học được ứng với chữ cái mới ngày hôm nay, đó là chữ H là cái gì các con nhé. Đầu tiên, cái này rất là dễ rồi đúng không nè? Cái này là một cái nón. Cái nón ở trong tiếng Anh được đọc là hat. Hat. Và tiếp theo là một con gà. Một con gà mái. Chúng ta xem thử là ở trong tiếng Anh được gọi là cái gì các con nhé. Hen. 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 Và tiếp theo đó là một chú hà mã. Và chúng ta xem thử chú hà mã ở trong tiếng Anh được đọc là gì các con nha. Hippo. 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 Bây giờ chúng ta bắt đầu cái phần nhiệm vụ của chúng ta, đó là listen, point and repeat. Bắt đầu các con ha. 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 Hat. 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 Hen. 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 Hippo. 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 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Phần này đó là now color. Rất là dễ rồi nên cô Bella sẽ không hướng dẫn phần này. Các con có thể tự làm đúng không nè? Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo đó là look and listen. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là chữ H in hoa và chữ H thường được viết như thế nào các con nha. Hãy chuẩn bị sách và viết để chúng ta viết theo các con ha. 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 Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại phần... Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại phần 2, listen and point. Nhìn vào đây thì các con thấy ở trong bức tranh này, đầu tiên là có một cậu bé. Và cậu bé này có vẻ là đang đi chơi ở một cái công viên. Và cậu bé đang chỉ với bạn của mình vì ở đằng xa kia có một con gà mái và một chú hà mã. Ở trên tay của con gà mái thì có cầm một cái nón. Ở trong tiếng Anh được đọc là hat, đúng không nè? Và trên đầu của chú hà mã thì cũng có một cái nón luôn, đúng không nè? Thì bây giờ chúng ta xem thử là cậu bé ngạc nhiên, vui vẻ và nói với bạn của mình là cái gì các con nhé. A hen with a hat. Ha ha. Một con gà mái với một cái nón. Ha ha. Có nghĩa là cậu bé này đang cảm thấy rất là vui, rất là buồn cười vì phát hiện ra là có một con gà mái và con gà mái thì đang cầm một cái nón ở trên tay. Nên là chú ấy mới kêu là a hen with a hat. Ha ha. Bây giờ chúng ta nghe lại lần nữa các con ha. A hen with a hat. Ha ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe câu tiếp theo mà cậu bé nói các con nhé. A hippo with a hat. Ha ha. Một con hà mã với một cái nón. Ha ha. Chúng ta nghe lại lần nữa nha. A hippo with a hat. Ha ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của chúng ta, đó là listen and point. A hen with a hat. Ha ha. A hippo with a hat. Ha ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là now color.
Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy là có hai cái chúng ta cần tô màu đúng không nè? Đó là hai cái nón, có nghĩa là hai cái hat. Bây giờ thì đối với lại cái nón mà chú Hen đang cầm thì chúng ta sẽ chọn màu đỏ nha. Hồi nãy là màu hồng, chúng ta không có màu hồng nên chúng ta chọn màu đỏ các con ha. Còn đối với chú Hà Mã thì hồi nãy chú Hà Mã đội cái nón màu vàng. Tuy nhiên là ở đây không có màu vàng thì mình có thể chọn màu xanh lá cây nè. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, chant and show. Phần này thì các con biết là nhiệm vụ của chúng ta là làm cái gì rồi đúng không nè? Nên là các con hãy đứng lên và chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta có thể nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con ha. Hat, 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 hen, 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 hippo, ha, ha, ha. Hippo, hippo, ha, ha, ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 2. Lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 36 của các con. Nên là các con hãy lật sang trang sách số 36 để chúng ta có thể bắt đầu các con ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần listen, read along. Như thường lệ thì Kubola sẽ giải thích cho các con nghĩa của những câu ở trong cái khung này các con nhé. Sau đó thì các con sẽ listen và read along nha. A hat. Một cái nón. A happy hen with a hat. Một con gà mái vui vẻ với một cái nón. A hippo. Một con hà mã. A happy hippo with a hat. Một con hà mã vui vẻ với một cái nón. Chúng ta đã hiểu nghĩa rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ listen và read along các con nha. A hat. A happy hen with a hat. A hippo. A happy hippo with a hat. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là song. Phần này cũng là một cái phần rất là vui nhộn và Kubola tin chắc rằng các con cũng thích phần này đúng không nè? Và để chúng ta có thể học phần này tốt nhất thì các con nên đứng dậy và các con sẽ nhún nhảy và hát theo giai điệu của bài hát thì chúng ta mới nhớ bài tốt và lâu được các con ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Hippo with a hat, with a hat. There is a hippo with a hat, with a hat. A happy hippo with a happy hat. There is a hippo with a hat, with a hat. There is a hen with a hat, with a hat. There is a hen with a hat, with a hat. A happy hen with a happy hat. There is a hen with a hat, with a hat. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, đó là lesson 3. Và lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 37 của các con. Nên hãy lật sang trang sách số 37 để chúng ta có thể bắt đầu với phần 6. Say the words and match.
Phần này thì các con đã làm rồi đúng không nè? Nên là các con biết nhiệm vụ của chúng ta là làm cái gì rồi đúng không? Say the words là chúng ta hãy nói cái từ đó. Nói những cái từ mà hiện ở đây. Thì ở đây chúng ta có từ hat, hippo và hen. Đúng không nè? Sau đó là chúng ta match. Là chúng ta sẽ liên kết với một cái hình ở bên tay phải của chúng ta này. Sao cho nó đồng nghĩa với một cái từ ở bên tay trái ở đây ha. Thì Cobola tin chắc là các con biết làm phần này rồi. Tuy nhiên thì Cobola cũng sẽ hướng dẫn cho các con cái phần đầu tiên. Và các con sẽ làm những cái phần còn lại các con ha. Các con thấy không nè, ở đây là chữ hat, đúng không? Hat là cái nón. Thì chúng ta nhìn xem ở trong ba cái hình bên phải này, cái hat là cái nào nè? Là cái này đúng không? Thì chúng ta sẽ match, là chúng ta sẽ nối cái hat ở đây với lại khung ở trong này. Đúng không? Cái ô trống bên cạnh từ hat. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con ha. Hat. 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 Hippo. 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 Hen. 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 Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 7. Listen, point and repeat. Color the pictures of the words that start with the h sound. Say the h words. Chúng ta đã học tới bài số 8 rồi đúng không nào? Nên là cô Bella tin chắc rằng các con đã biết là chúng ta làm cái gì ở phần này rồi đúng không? Nên chúng ta sẽ đi rất là nhanh các con ha. Đầu tiên chúng ta sẽ học một từ mới ngày hôm nay. Các con thấy ở đây là con gì nè? Ở đây là một con ngựa. Và con ngựa ở trong tiếng Anh được đọc là horse. Horse. Nó là horse. Đọc nhanh là horse. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen, point and repeat các con ha. Horse. 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 Rồi, đến phần tiếp theo thì các con biết là phần này là chúng ta phải tô màu những cái bức hình nào mà nó có âm bắt đầu bằng âm h. Thì đầu tiên cái hình này được đọc là cái gì nè? Cái này là hen. Cái này là, cái này chúng ta học ở bài trước nè. Cái này là gorilla. Gorilla, đúng không? Còn cái này là hippo. Vậy thì chúng ta sẽ tô màu vào hai hình nào nè? Đó là hình hippo và hen. Các con có thể tự tô màu nha, cái màu mà các con yêu thích. Tuy nhiên ở đây thì Cobola sẽ chọn màu cam cho hen. Hen. Và Cobola sẽ chọn màu xanh lá cây cho hippo. Hippo. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3, cũng là lúc chúng ta hoàn thành unit 8 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ làm gì nè? Chúng ta sẽ ôm lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con ha. 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 Hat. Hat. Hen. Hen. Hippo. Hippo. Horse. Horse. Hat. Hat. Ha. Hen. Ha. Hen. Hippo. Ha. Hippo. Hat. Ha. Hat.
hen. Ha, hen. Hippo. Ha, hippo. Hat. Ha, hat. Vậy là chúng ta đã thực sự hoàn thành Unit 8 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong ngày hôm nay. Và cô Bella luôn chúc các con là khỏe nè, ngoan, học thật là giỏi, nghe lời ba mẹ và đặc biệt là làm bài kiểm tra học kỳ 1 thật là tốt các con nha. Hẹn gặp lại các con ở bài học lần sau các con ha. Bye bye!